tốt trên Lazada. Mình sẽ thử cái sản phẩm này ra cho các bạn xem ha. Và tai nghe mà dùng cái mic luôn. Và mình là nói chống ồn. Thì sản phẩm này được gửi về bằng đường bưu điện ha. Bạn nào mua hàng online thì chắc chắn một chút. Các cục sạc tai nghe này có cái pin các bạn, pin nó xài là khoảng trong ngày, khoảng nếu mà để chế độ chờ là khoảng 1 tiếng, xài thì nối liên tục thì khoảng tầm 4-5 tiếng, có giữ tầm 4-5 tiếng rồi. Vành mũ này ha, vành mũ này để cho cái âm thanh phối hồn được vào tai mình ha. Mình mở ra mở vô cũng đều được ha. Đó. Thì nó có nút âm lượng lớn nhỏ đây, nút nghe gọi đây. Mình giờ mình sẽ gắn này vào ha. Giá cái này thì rẻ các bạn, 50 mấy nghìn. Bây giờ mình sẽ thử với điện thoại mình ha. Bây giờ mình sẽ quay mà nối qua cái tai nghe, cái mic này ha, để cho các bạn nghe thấy cô chú có rõ không. Và mình lấy ra khỏi tai, bây giờ mình kết nối á, mình kết nối qua Bluetooth rồi đó các bạn. Bây giờ mình nói, đang nói thì các bạn cũng nghe đó ha. Rồi. Hello. Rồi. Thì cái sản phẩm đã thành công ha. Giờ mình dừng lại video ở đây nha. Nhớ like và đăng ký kênh cho mình nhé. Thì cái này bạn nhớ tới gửi về mình cho mình luôn là 128 ngàn, 129 ngàn, hành lý ha. Và vừa nghe gọi chống tiếng ồn các bạn, chống ồn.